Ơi, gia đình mình chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà. À, bữa nay Văn đi chợ có mua được một ít cá linh nè cả nhà. Cá linh này thì nó cũng chưa có già, cũng còn như là cá linh non vậy đó. Nó hơi bự bự con tí xíu. Thì bự bự con tí xíu. Bữa nay thì cá linh này Văn sẽ chiên bột nha cả nhà. Thì ngoài chiên bột thì Văn có chuẩn bị thêm một ít rau sống với lại xoài chua, ăn hơi nữa mình ăn xoài bầm. Bây giờ mình làm phần rau với xoài trước rồi cá mình ướp chiên sau hả Văn? Ướp chiên sau, chiên vừa giòn lên nóng, còn nóng đó mình ăn nó ngon. Bữa nay mình ăn cuốn đó, theo kiểu cuốn đó, có mua bún nè. Mình có mua bún này với lại bánh tráng. Bữa nay thì chương trình gặp nhau cuối tuần với anh Tiến với Úc Nhân nè. À, vừa về là ra lặt rau để một tí nữa ăn cơm luôn ha anh Tiến. Đúng rồi. Dạ. Có làm mới có ăn, không có cô Tiên á. Cô Tiên à. Bữa nay mưa quá cô Tiên nó không có ra được rồi, phải có nó có làm mới có ăn. Có làm mới có ăn. Mùa cá linh năm nay thì ăn được hai lần, một lần ăn lẩu mắm với bữa nay là chiên bột. Hy vọng là sẽ còn món nấu canh chua với lại kho lạc, cũng thèm. Bữa nay làm món chiên bột trước. Hôm trước là mình đi gạch sỏi, mua gạch sỏi. Còn hồi sáng là mua gồ quao, là có một chỗ bán nha. Mà cái cá linh này nè mẹ, cái chị mà cân á, chị biết nói mẹ nè biết cân ở đâu không? Người ta nói vớt đâu không? Ở dòng Ghiền mình á. Ở dòng Ghiền à, dạ. Người ta nói là ở dòng Ghiền là nó đi đường Cần Thơ gì xuống đó. Mình không biết đường đi thì sao, không biết đường đi thiệt. Nhưng mà ta nói là đi từ Cần Thơ xuống. Sao đổ dạng phải không? Dạ, dạ, đi Cần Thơ nên xuống đó là cái cá này là nhà nước đổ xuống là ta nói cái này là đánh bắt ở dòng Ghiền đó chứ không phải ở An Giang đem qua đâu. Hồi sáng anh có nghe ở dòng Ghiền vớt, người ta nói là vớt ở dòng Ghiền xong chỗ ở dòng Ghiền đem nước qua đây bán. Đổ xuống rồi đó. Dạ. Đổ xuống rồi bắt đầu có. Thường thường thì cá ở An Giang xong mình nghe nói là nó đổ về Thốt Nốt đó là có đó, còn mình đâu biết là về tới đây dữ vậy. Đổ về đây Phan Hội nữa nè. Dạ, nó tưởng về dòng Ghiền là nó sẽ sống. Nhưng mà cuối cùng không ngờ. Không ngờ. Mà có người hương hút mày luôn. Trên mày năm nào cũng nhóc hết trơn á. Dạ. Có năm Út đem xuống đây cho cậu hai nữa. Đó là mẹ nói là ở Tân Hội hả mẹ? Phi Thông Tân Hội hả? Trời ơi, cái mùa này nó rảnh đặt gió đó nhiều lắm. Đặt gió đúng mẹ ơi. Dạ. Cái lên cái ký cả ký. Ở người dân ở An Giang ngộ lắm, mình đi giăng lưới rồi phải không? Còn ở chợ có cái bắt cá là đi vớt anh Tiến, người ta làm cái đồ xúc, đúng xúc. Đúng có anh Tiến. Dạ. Nhiều quá. Cái đó người ta đi xúc. Cá he, cá đồ dính nhiều lắm. Chạy cái xuồng như nó có cái đồ giống như cái đồ giật chụp mình á, xúc đó, xúc ép đó. Ép vô trong cái bờ dở lên. Dạ. Đồng tông cũng làm nó luôn đó. Dạ. Chứ mình làm vậy có đầu ăn, không có ăn đâu. Có đâu mà xúc. Có. Lục bình. Ờ, lục bình đúng rồi đó. Dính cái liền kìm không? Người ta xúc mấy con cá, cá mè, cái này cái kia, đủ thứ cá hết trơn. Dưới mình xúc gì không có gì ăn đâu. Có đâu. Người cá sát này kia á Văn. Ừ. Đợt mình đi lên nhà anh Hiền ở trên An Giang đó. Rồi, em thấy đánh bắt dễ quá, dưới mình làm dễ gì có đâu. Cá rồi vậy. Dưới mình đây văng lưới cá gô mà muốn gãn rồi đó. Gãn rồi. Rồi đó, hết rồi đó. Đợt đó lên dùng An Giang chơi mà nghe kể là đi xúc cá, nghe mắc cười quá, cá mà đi xúc tại nước nó mùa nước về nè, nước nổi nè. Cá nó nhiều. Nó thả cái đập chỗ kia mà trà sư á, đập trà sư á, tức là thả ra là cá nhiều lắm. Nó đứng tại chỗ đó hứng. Đúng rồi đúng rồi mẹ. Thấy năm nào vậy. Năm nào cũng đập trà sư nó thả ra. Thả ra trời ơi. Nước lũ nó thả ra. Xúc quá vậy xúc. Rồi gần tràm trà sư, cống trà sư. Ở đó cũng là khu du lịch hả anh? Khu du lịch. Mình ở đây mà muốn kiếm cá ăn cũng cả vấn đề á. Cá gô thôi. Mùa này có cá gô thôi chứ có gì đâu. Bắt đầu em thấy ở chợ ít bán cá gô đồng lại rồi đó. Với mình văng lưới cũng không có nữa anh thấy không? Bây giờ là cá bắt đầu nghe người lớn người ta nói tới nước này bắt đầu nó rút xuống kinh lại rồi. Nó không còn ở trên ruộng nữa. Hôm trước là hình như mình ăn cá linh ghì à, còn này cá linh ống hay gì nè. Cá linh này phổ biến hơn nè. Cho hai cái trứng vô. Bột này em xài bột có sẵn nè, bột ngoài bột pha sẵn ngoài tiệm á. Trong cái bột thì nó hơi so với khẩu vị nhà mình thì nó hơi thiếu độ mặn mòi á, cho nên em nêm thêm miếng hạt nêm, xíu bột ngọt, rồi một xíu tiêu. Nó thơm con cá. Rồi, em cho củ hành tím vô.
em cho phần cá linh vô, nó cũng thấm gia vị rồi đó. Thường món chiên là anh thích, nghĩa là dự định là có cá linh hồi sáng, trong đầu là không biết là làm món gì. Một là nấu canh chua, hai là kho lạc, ba là chiên, là giờ đang muốn chiên trước, món yêu thích chứ. Bữa nay là do lý do là Út chưa có về kịp, phải về kịp là anh cũng Út đi bẻ rau gừng để ăn cái món này. Ừ, rất là hấp dẫn. Đi sáng giờ mưa không, ừ, không có đi đâu được chứ. Thiếu Út rồi, không có người đi hái rau gừng cho em. À, có cái để thử rồi đó. Vậy còn đợi ra con cá linh mà bà nào mà nó không khéo khéo bẻ bẻ chấm cho thôi ha. Khó ăn với đầu bếp băng lắm cả nhà. Chiên kỹ lắm. Bây giờ phía trong chậu thì Út Nhân sẽ bầm cái phần xoài, còn mình với mẹ với băng sẽ ra ngoài này chiên cái phần cá này cả nhà. Ở trong chòi bị cháy nắng quá, với lại nó hơi nực á, mình đem ra ngoài này chiên cho mát tí xíu. Nó giá nắng chiều hồng quá trời hồng. Bởi vì mình đem ra đây mình ngồi cho nó mát. Mình lựa mấy con bự bự trước vậy nè, mấy con nhỏ nhỏ hơn thôi á, hai ba con mình cho vô nhập một cũng được. Đây có đũa nè mẹ. Ngồi ngoài này mát quá. Mát nha, nãy trong chòi nó hồng quá. Nắng chiều nó hơi bị hóc. Mé chiều quá thì cái mé bên đây nó mát nè. Thường thường hay nấu bún cháo đồ ra đây nấu cái nổi. Ăn cơm sáng thì ăn trong chòi vậy, ăn cơm chiều thì mình ăn phía ngoài này nó mát hơn. Băng lựa những con cá bự chiên trước. Của mẹ nãy tấp lửa đó, mẹ có lên lửa lại chưa? Dạ. Mau hả băng? Cá này cũng nhỏ nhỏ không mà, nó đâu có bự đâu. Mau. Con cá mẹ thả vô cũng bự nữa nè. Anh thì em tính thích dính bột nhiều vậy đó mà, nó nhìn giòn ha. Em tí nữa em lấy cái con này em nhúng lại thử coi. Là sao mình chiên rồi mình mới nhúng lại thêm bụng nữa hả? Ừ, em nhúng vậy cho nó nhiều bột, em thử nè. Thì em mới nói là em thử nè. Mà anh thấy là những cái con cá mà vàng vàng bự trong đó gì cũng vừa đó. Cũng vừa ha. Ừ. Đó, như con đó là vừa đó. Chiên này cực công hơn là chiên về về. Chiên về này làm dài về là xong rồi ha. À, xong rồi. Cái này con cá bự đó mình một cuốn là hai con là vừa rồi. Bây giờ mình chiên đồ là có chảo chống dính rồi, thấy nó khỏe hơn hồi đó. Mẹ con thấy hồi đó chiên trời dễ dính. Nói nhà nào ít chảo rồi cực lắm. Dạ. Nhà nào cái tí vừa chưa mà có hai chảo, nhầm người tỷ thì để cái chảo chiên nào là chảo là chiên hoài vậy đó. Dạ. Mẹ không dính hả mẹ? Không dính. Cái chiên rồi đem qua xào nấu cái gì đó rồi bị vậy đó. Cho nó đều, cho nó giòn cũng được rồi, dắt heo không ơi. Yeah. Em gấp gần cái nguyên chảo luôn á, tại cái chảo của em nó chín đều băng à. Quá trời ngon. Wow. Lên nguyên một cái chảo mới luôn. Ồ, mới đây mà được nhiêu đây nè. Đồng lọt quá ha.
Quá trời hấp dẫn luôn. Bữa hổm chạy ngang cây cầu mà đường ra lộ lớn đó, băng thấy cá lồng tông nhiều quá, hai đứa mình tính đi giăng lưới về chiên bột. Mà tới hồi chuẩn bị giăng thì không thấy con nào nữa nhau hết trơn. Còn bữa đi bữa đó thấy nhiều quá trời. Chắc có người giăng đó băng. Chứ bữa mình bị băng á, chạy về em thấy nó nhoi 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 không? Lăn tăn chỗ đục bình đó. Lại đi, ướt liền nhó. Không sao đâu con, đi chơi giống như con chơi trên cát gì đó. Rồi cái thôi mình vô mình rửa chân, có gì đâu đúng không? Là con ăn rồi đó hả? Putin kìa. Putin ăn bột. Ăn bột không à. Vẫn đi ăn gà rán cũng ăn bột không à. Cô chú ơi. Con giòn không con? Giòn. Giòn hả? Con chấm cái đó là chấm tương ớt hả? Đúng rồi. Này cái gì với cái gì trong đây? Tương cải với quay rồi nè. Tương cải. Rồi, sao? Rồi cái phần dĩa của Tin là mẹ chiên cho con bao nhiêu bên này nha. Dạ. Rồi bên đó là phần cá của người lớn. Con muốn ăn cũng được nữa mà con không biết ăn. Tiếp tục quá khoan để cha lựa cái nguội cho con. Coi chừng cái mẹ mới để vô đây cha lựa cho. Cái nguội nguội cho con dễ cầm nè, cái dưới nè. Đó. Nhìn là cha thấy thèm luôn á. Còn nóng nóng. Ừ, cái bột còn hơi nóng. Nó còn nóng nóng. Chín miệng con kìa. Rồi gia đình mình mời cả nhà ăn cơm nha. Bữa nay Út Nhân với anh Tiến về kịp thời quá. Anh Khải thì bữa nay có công việc là thành ra là giờ này chưa có về kịp. Về kịp thời tưởng thức mùa bén hả? Mùa bén này là bén hết. Rồi, còn Tiến nhân bữa nay mới bén chỗ này. Cô Tiên bữa nay cũng trốn luôn rồi. Hồi nãy anh Tiên mới ăn được mấy miếng rồi đó. Ăn bột không? Êm hả anh Tiến? Êm. Dạ. Có Linh thế này sao lớn quá ta? Dạ, có con lớn, có con nhỏ cha. Nó lộn xộn. Thấy rõ cuốn rồi. Mà nãy con có ăn thử mấy con lớn xương mình vẫn ăn được luôn trời. Nó cũng mềm chứ không có cứng. Cũng vẫn có xương mềm. Bữa nay mọi người ai dùng cơm thì dùng cơm, không lấy thì mình cuốn bún. Rồi, miếng xòi vô được nha. Miếng xòi vô nó chua chua. Nãy giờ có làm con nào trước nha? Em rồi. Em không? Em không Út nha? Em rồi. Còn hai con nữa. Cuốn gì là chất lượng nè. Cuốn này mấy con em? Một con này, một con bự. Con siêu to. Cái vụ cuốn cuốn này sau này mình chế biến cái mình chấm xoài đồ á. Ủa cuốn xoài đồ vô á, ăn nó đỡ ngán, chua chua. Còn hồi Tết năm nào đó là xuống nhà dưới ngoại là cuốn cá lóc hấp mà có củ sắn á anh Tiến. Ngon ha. Dạ, ngon lắm, nó ngọt. Cuốn cuốn có giòn em đó. Nó tựa như bò bía vậy. Vậy nó chấm mình quá trời hấp dẫn. Nó mới đắp ngon à. Cá linh này thì mình ăn được ít lần à. Tại vì qua một mùa nước nổi là xong. Em ăn con bự chứ xương không có gì hết chứ. Ăn luôn á. Dạ. Anh cũng ăn. Hấp cơm mà đó nhưng mà không thấy băng gì cuốn cái không phải cái thèm. Thèm. Quá đẹp à.
cuốn này có người cuốn đẹp, người mà em đưa vô là em cuốn hơi nó kỳ lắm, nó mình không có khéo tay. Cuốn bánh tráng cắt nhỏ thì cuốn giống như cuốn con gấp gì nè cha, gấp gì nó vừa cái này luôn à, ngon. Nó cắm vào nó gì đó. Dạ. Con nhỏ nhỏ nó giòn. Đúng rồi. Con nhỏ đúng rồi, con nhỏ nhỏ nó giòn. Thường thì cá linh còn non thì bán có giá hơn cá linh nó già. Cá linh già xương cứng thì cái giá nó lại thấp hơn cá linh non. Nhân lấy cho chị cái chén nha. Tặng cho em nè. Thì có anh hả? Ừ. Thử ra. Em đó. Đẹp quá vậy. Bữa nay là em là nói không với cơm rồi đó. Quyết định là cuốn bún thôi hả? Anh mới chén cơm. Anh đổ lên nửa chén rồi. Bữa nay ăn cuốn bún với rau này nè. Cuốn ngon. Cuốn ngon luôn á. Nhân cuốn bún chén cơm hả? Chén cơm rồi. Giờ chắc chục cuốn này đúng không? Nhân cũng khéo không, Nhân anh quay sát sát lại nè. Nhân thấy cầm để gọng gọng vậy là em thấy rồi đó. Thiệt. Phải banh không? Túm túm tay vậy nè, nó banh, mới banh không? Gọng gọng vậy nè. Tại vì là cũng có được nè đó. Nhân mà cầm tè lè vậy đó, thấy rồi đó. Quay lúc gấp rau thôi. Nào thấy không? Đây đây túm vậy là xong nè, phải không? Được. Nè. Vậy nè, lấy cái tay chặn cái này lại, bắt đầu túm cái này lên ha, xe một vòng xong. Vừa đi. Chứ để nó như Nhân nó hơi có kìa. Quýnh này kìa, Nhân coi kìa, Nhân. Vuốt quá trời vuốt rồi. Cưng đừng lo, miễn sao mà đầy đủ những cái đó mà vô miệng mình là được. Cuốn đẹp thì nó cũng nhiêu đó à. Cũng như đó hả? Cũng như món. Có muỗng. Mấy muỗng múc mắm vô chén chấm. Ăn như bánh xèo bánh khọt kia, mình cho nước mắm vô chén riêng luôn à. Này làm được quá nha. Cái linh này con mua cái chị cân á cha. Nó là ở Dòng Viền á. Nó bắt ở Dòng Viền á. Lạ đi đường nào xuống con không hiểu á. Đi xong lên vòng đang bước lên. Cái Long Giang gỡ về tên hỏi dài dài chút nhé. Bỉnh nè. Mình không lên nữa mà lên. Cuốn cuốn này mà có tay cũng làm xị được nè cha. Tại bữa nay thiếu tay á chứ. Này chấm tương ớt không em? Ừ. Này nếu mình ăn cá không mình chấm tương ớt em. Không á, chấm tương ớt. Xí mũi à. Dạ, mũi cũng được á. Tin hồi nãy thì ăn tương cà với mayo đen. Nó lấy mà. Tương cà. Dạ. Nó ăn bột không à cha? Mới về thấy lấy hai chai đó. Dạ. Lấy gì? Nè. Thấy tương cà. Tôi tưởng là đem ra kêu mày nấu nướng gì không hả? Nó kêu cha lấy cho nó cái gì à cha? Mới tự lấy. Dạ, con nói. Con kêu về vô kêu Út Nhân lấy giùm, vậy là tự lấy nó biết. Cái bánh tráng này mà mình dễ cuốn hơn cái bánh tráng mà loại giòn nhúng nước. Nhúng nước mà nhúng thật nhiều quá cũng không được. Để làm gỡ cuốn. Gỡ cuốn hoặc là cuốn bì. Cuốn bì bự á. Ăn liền á. Dạ. Để ngồi nó cuốn khô à. Dạ. Cái đó ví dụ như mình cuốn là nó mềm nha. Nhưng mà ăn chút cuốn khô. Nó không tiện á. Cái đó mà nhúng nước nhiều quá dính vô tay mình luôn rồi anh Tuyến. Nó ôm sát vô tay luôn mất cười lắm. Để cuốn gỡ cuốn nè. Cái đợt mà dịch đó đâu có cho đi mà được đó là. Ở trên đó anh mua 5-6 bịch để sẵn nhà vậy đó. Nó bụng cái lấy nhúng cái ăn bánh tráng không vậy ăn bánh tráng không vậy đấy, rồi chấm nước tương vậy mua thứ trong siêu thị giờ miếng vuông vuông đó mẹ. Anh Tiến là mê chả giò đúng không anh Tiến? Anh mê chả giò bây giờ học lém ở trong học phố luôn á. À. Nhà mình ai cũng thích chả giò. Dạ. Anh Khải cũng anh mê Khải nữa cũng mê giò dễ ăn. Em đi đám vậy á, trong cái dĩa đầu tiên á tới bủ gì đó hay là thì khai vị á là em thích chả giò nhất. Bún chả giò ngon. Dạ. Bún
chả giò, nếu mà có thêm miếng bì nữa cũng được, bỏ vô luôn, bì thịt cũng ngon lắm. Mình bữa nay buổi chiều gặp nhau cuối tuần thứ bảy, rồi sáng mai tối nay mình bàn kế hoạch để mình lên món ngày mai nha anh Tiến. Ok. Hai tuần coi bàn, hai mấy anh em mình bàn sao ra món cháo trắng đó nha. Giờ ngày mai chưa có món để tối nay mình suy nghĩ coi. Tuần gọi cháo trắng, tuần này mình ăn sang chút đi cháo gà. Gặp nhau cuối tuần bắt ba. Mình mấy clip rồi cuối tuần có anh Tiến rồi. Anh Tiến về đâu giờ, giờ mình về nhà anh chảnh được hả? Đâu được đâu, ở dưới chảnh cũng dùng đỏ luôn à. Dạ. Anh bao lâu không về ta? Buông xe. Buông xe. Còn giá mình bữa nay cho Phượng nào bỏ cho Vĩnh Lạc. Mình Vĩnh Lạc mấy chục trực không sao, mấy chục trực mua quỳ vậy. Vậy là được đám dỗ mẹ anh, cho nó cũng đâu về đâu được. Anh cúng ở trên, anh cúng trên chợ luôn. Nãy mình có chừa phần cho anh Khải Chi Ly rồi hả ba? Có chừa, để phần cho Chi Ly à. Như anh Khải à? Nãy mình lựa cho nội mấy con nhỏ nhỏ dễ ăn. Người ta không biết á, ví dụ như ai ví dụ mình cho vậy đó, mình lựa con nhỏ cho là nó ngon quá không. Còn nếu không biết nó đi sao cá bự để lại á, cá bự nó xương. Cá này là cá bự nó ngon mà nó nhỏ. Dạ. Dùng mình không có gì, nhiều khi ta không biết thiệt á. Ta không biết á, ví dụ mình cho người lớn, mình lựa cá ngon là con cá nhỏ cá non. Dạ. Thấy ăn thấy sao thì ngon. Thấy cơm. Ừ, vậy thôi. Không thấy bỏ cơm vô luôn. Cái gói mà mắm á, mắm gì mắm sống á. Trời ơi, con coi là con chảy nước miếng. Bữa bằng hả anh Khải? Ê anh à, bữa bằng đó thì còn trồng mắm sống. Mắm sống. Cái bữa đó có không anh Tiến bữa đó không có về. Bữa không, bữa đó giữa tuần. Đó đi bẻ bằng giúp Thiện luôn nè. Mắm đó là trộn mắm tép ra tiếp, còn nó sẽ lấy có mắm mặn thật, nếu mà con không trộn thêm như nên vậy thêm nữa mặn đó nha. Dạ. À, nhà mình nên vậy thêm là nữa. Dạ. Nhưng mình bị lừa và bị giác mình ăn đâu thấy mặn đâu, trời tối khát nước. ăn mắm với bà khía rồi tối khát nước dữ lắm. Bữa đó có trái đu đủ rụng mà là non. Bà bỏ vô. Con tuổi đó vậy, còn cái gì.